Rồi, chào mừng anh em đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bản Bình Định. Sau đây em sẽ test một con lọc mới về, đó là Kenwood GI1001, đất mà rất là khủng nha. Là để gửi cho anh Ngọc Ánh ở Đắk Nông, huyện gì đó, ở nói chung là Đắk Nông. Này, thì em không chuyên lắm. Rồi, con này thì đèn nước, đèn cần và có nhiều chức năng, có chức năng revert cho anh em hát karaoke, chỉnh revert này nha, từng kênh luôn nha. Và đèn nước rất là đẹp nha. Tính ra con này sẽ không bị đổi giá, nhưng mà con này thì chắc hơn con Victor 80 luôn nha. Này, con này rất là to, kiểu như một cái âm ly á, anh em nhìn nhà chơi vài đời nó rất là to nha. Tính ra con này thì nghe hay hơn con Victor 80 mà giá này không bị đổi, nó vì cho nên báo như 8 triệu mấy thôi. Có hồi gỗ rất là sang trọng. Những con bị đổi giá thì anh em mới chấp nhận thôi, tại thị trường mình Việt Nam mình cái gì chuộng là người ta đổi giá thôi. Thật ra nó không đúng với đáng với đồng tiền như mình bỏ ra. Như con này thì bác đã nhờ em tư vấn và tư vấn cho con này to ngon bổ rỉ, chất âm rất tuyệt vời, tiếng bass đánh rất là sâu và tất cả các giải rất là tơi nha. Thì bác cũng cũng chia sẻ rằng là bác cũng đã mua một con lọc ở một cái trang rồi đó, không phải trang, ở trên Facebook thôi, cũng bị mọi anh nói lừa. Thật ra là cái người lừa đó là lấy cái hình là của hình anh mua Victor R7 với giá 10 triệu, nhưng mà lý do là cái người lừa đó là lấy cái hình của bên em, hình bên em là lâu rồi, cách đây là bây giờ em chụp lại luôn luôn để cái bản kia, nên tất cả các chỗ không thể em cướp được. Thì cái ảnh kia rất là lâu rồi, mấy năm rồi, thì người ta lừa, người ta lấy ảnh người ta cho coi và bán với giá 10 triệu, thì bác đã chuyển khoản cho người ta 10 triệu và bị chặn luôn. Phải nói chung là tóm lại đã bị người ta lừa mất 10 triệu là Victor R7, mà bên em bán con nó chỉ 8 triệu mấy thôi nha, chứ không có giá 10 triệu đâu. 10 triệu là con 80 rồi. Rồi bác cũng chia sẻ như thế thì em đã tư vấn cho con này, rồi em bán giá hợp lý cho bác thôi để bù lại cái kia. Bây giờ những người mà người ta rảnh rỗi, người ta hay lợi dụng để mà lợi lừa người ta lòng tin của người khác. Và sau đây em sẽ test sản phẩm để gửi cho bác luôn nha, anh chờ nhận hàng giùm em. Và những con lọc có độc độc cái này em test luôn nha, còn nhiều loại cái thứ cái loại mà như mấy cái nó quen thuộc rồi em test rất nhiều, thì em chỉ test sơ là ok thì em gửi đi luôn, không có test dài, nó rất là mất công. Nhưng con này thì test làm kỷ niệm, lâu lâu mới con nhưng không có nhiều nha. Này, xin mời tất cả anh em đăng ký kênh rồi mời anh nghe nha. Tới qua còn 7 8 hay là mã nha nè. Tiếng bass rất là căng. Hãy tắt lẹp anh em. Thấy nó khuyển không? Tắt cái lẹp đi, nghe nó giáo sành này. Con lẹp này rất khỏe, rất hay luôn. La
Rồi, mọi chi tiết mua hàng thì anh em cứ liên hệ vào số điện thoại của em. Và xin mời tất cả anh em đang xem video, anh em nào chưa đăng ký kênh để theo dõi bên em thì vui thì đăng ký, ấn vào nút đăng ký dưới màn hình nha. Và ấn vào nút theo nút chuông thì khi em thấy sản phẩm nào thì để tự thông báo cho các bác biết luôn nha. Rồi hẹn anh em ở video kế tiếp nha, và những sản phẩm sẽ về và cập nhật liên tục cho các bác nha.